Xe đã qua sử dụng á, khi mà mua xe để biết rõ xe thì nên làm gì? Nhưng á là phải trải nghiệm thực tế rồi phải không các bạn? Vì đã qua sử dụng á thì ai biết nó có bị đâm đụng hay là nó có tốt hay không? Nên khi các bạn đến với Emily Sport nhận chiếc SH này, các bạn có thể trải nghiệm thực tế thoải mái nha. Rồi anh chị đang xem hai xe nha các bạn. Xe này cũng là 5009 luôn, đăng ký là đời 2011. Xe này cũng 5009, đăng ký là đời 2011 nha. Và Emily đang cho anh chị chạy thêm một chiếc nữa làm chiếc 103. Thì sẵn tiện nay em đi cập nhật giá lại cho các bạn luôn nha. Hai em 5009 này, đây 5009631 nha các bạn, biển số là 89344. Em này thì em đi nay chốt cho các bạn nè 139 triệu nha các bạn, 139 triệu. Còn em này là 5009 18 gì đó, biển số là 13483. Em này thì nay em đi chốt trên dưới cho các bạn 133 triệu nha các bạn. Đăng ký cuối 2011 nha. Em cập nhật giá lại cho quý khách hàng. Còn anh đang chạy thử chiếc xe 103 này, màu áo bạc đô này, nhập khí đời 2010 nha các bạn, để anh có sự cảm nhận nó rõ rệt hơn. Đây, 103 nha các bạn. Cập nhật hai xe đó và để xem thử anh chọn lựa cái xe nào nha quý khách hàng. Anh là tại là ban ngày, em là ban ngày đó, trước đây giờ có em thì làm ban ngày đó, có nhiều cái làm nhậu rồi thấy cái đường con làm cho anh làm. Thấy anh làm ghê luôn, anh làm sáng tới 10 giờ đêm luôn á chứ. Đúng rồi. Anh làm tới 10 giờ tối em mới về, hình như là ngày nào cũng vậy hết đó. Ngày nào cũng vậy hết. Dạ. Yeah. Làm từ sáng tới tối. Làm chợ đó từ khi mới đặt chân lên Sài Gòn làm chợ đó tới giờ luôn đó. Dạ. Mấy chục năm tới giờ luôn. Tư vấn một hồi á thì anh chị cuối cùng chọn cái xe 5009, biển số là 13483 này nha các bạn. Hai anh chị này á là người nhà của cái anh khách vừa mới mua xe của Emily nha các bạn. Anh về anh trải nghiệm cái xe nó tốt và anh giới thiệu người nhà của anh ra ủng hộ Emily thêm một chiếc 59N2. 13483 này nha các bạn. Đó, đây mới là điều mà em Ly hướng đến này các bạn. Khách hàng mua sử dụng xong, chất lượng tốt, phục vụ tốt, giới thiệu người thân ra ủng hộ thêm một chiếc nữa. Chứ em Ly mong muốn á, không phải là bán một cái xe rồi thôi đâu. Bán một cái xe xong chưa nói lên được gì hết các bạn. Quan trọng cách bảo trì bảo dưỡng của chúng ta như thế nào, phục vụ khách hàng như thế nào và chúng ta mang lại cái sự uy tín cho mình khi mà khách hàng nhìn nhận về mình như thế nào. Để sau này á, người nhà, người thân, bạn bè có mua xe thì giới thiệu ra em Ly, đó mà là cái mà em mong muốn nha các bạn. Rồi giờ thì mình bắt kính cho các bạn, bắt cặp kính cho anh chạy về dưới Đồng Tháp nha, lắp giò Đồng Tháp nha các bạn. Đang cho o bế kiểm tra lại, gắn luôn cho anh cái cặp chiến viên anh đi cho nó đỡ công an nè. Đấy, đầy đủ hết nha các bạn ơi, đầy đủ hết anh ơi, cái gắn chắn gió luôn không? Gắn luôn hả? Từ từ mở ra gắn chắn gió cho anh luôn đi. Sau khi hoàn thiện rồi thì mình giao xe cho anh chị chạy về dưới Đồng Tháp nha các bạn. Lên màu đỏ tươi, mâm đen, cục đen. Nhưng mà về anh chị không thích thì bữa sau mình sẽ đổi lại cái dàn áo trắng cho anh chị nha. Đó. Đây thì đang đi màu đỏ tươi, về anh chị không thích thì mình sẽ đổi áo trắng lại, phục vụ cho sự hài lòng của khách hàng nha các bạn. Dạ, em cảm ơn chị nhiều nha. Anh, em cảm ơn anh nhiều nha. Dạ. Cảm ơn Ly. Chúc anh Ly mua mai bánh đất nha. Dạ, dạ, em cảm ơn anh.
Đó, chân thành cảm ơn quý khách hàng và những cái tình yêu thương của quý khách hàng dành cho em Ly Sibo nha. Chúc anh về đi tốt và dùng bền nha. Còn bảo trì bảo dưỡng thì cứ yên tâm. Các bạn mua xe thì em Ly luôn luôn bảo trì bảo dưỡng cho mình nha các bạn. Rồi, cửa hàng của em còn rất là nhiều xe nè các bạn. Rất là nhiều xe. Các bạn nào mà có quan tâm thì các bạn liên hệ cho em Ly nha. Cảm ơn quý khách hàng rất nhiều.